Vừa qua, tại thành phố Volgograd, Liên bang Nga, đã diễn ra giải thể thao Volgograd do Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Volgograd tổ chức. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất kể từ đầu năm 2016 đến nay của Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Volgograd. Năm nay, không chỉ có sinh viên Việt Nam tại Volgograd, giải thể thao còn thu hút sinh viên tại các trường đại học ở các thành phố Voronezh, Astrakhan, Tambov tham gia với các nội dung cầu lông, cờ vua, bóng đá nam, nữ. Tại buổi lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao những món quà lưu niệm của chủ nhà Volgograd cho các đội khách đến tham dự giải. Ngay sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra các trận bóng đá nam và nữ. Sự kiện là một trong những hoạt động thường niên nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể dục thể thao, qua đó tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng du học sinh Việt nói riêng và người Việt nói chung giữa các thành phố tại Liên bang Nga. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam vừa phối hợp với Hội Người Việt thành phố Volgograd tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật ca mối nhạc truyền thống Việt Nam tại nhà hát Tsaritsinskaya Opera thành phố Volgograd, Liên bang Nga. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga 2016. Với thông điệp sắc màu Việt Nam trong không gian sân khấu đậm nét văn hóa Việt truyền thống, cùng với sự trình diễn của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khán giả đã được thưởng thức nhiều sắc thái văn hóa Việt. Các tiết mục hát, múa, phản ánh cuộc sống sinh hoạt, phong tục tập quán nhiều vùng miền của người Việt. Những bản hòa tấu, các bài hát nổi tiếng của nước Nga trên nền nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Tất cả đã đưa người xem Việt, Nga và quốc tế đến gần hơn nữa với nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc dân tộc. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam tại Volgograd được chào đón chương trình biểu diễn đặc sắc này. Sau buổi trình diễn nghệ thuật, đoàn đã đi tham quan thành phố Volgograd, giao lưu với cộng đồng người Việt, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại thành phố Volgograd.